nhắc lại một chút về cái kiến trúc của Hyper Night thì như thế này. Như vậy là cái quy trình làm việc với Hyper Night đó, thì cái việc đầu tiên là các bạn phải tạo ra cái cấu hình này trước cái đã, rồi tính dị tính. Thì như thầy nói với các bạn là cấu hình này là cái đối tượng unique tồn tại duy nhất trong chương trình thôi, và mình sẽ cài cái đối tượng cấu hình này với dạng là cái mẫu singleton, tức là mình đảm bảo cho suốt chương trình dù cho nó cố tình nó tạo bao nhiêu cái đối tượng cấu hình đi nữa thì nó chỉ cũng ra có một thôi. Thì bây giờ các bạn coi thầy triển khai cái singleton để thầy cấu hình như sao. Như vậy là trước khi lập trình á, thì các bạn coi giùm thầy một xíu là các bạn phải lấy giùm thầy một cái bộ nó gọi là Harmony Core. Thì các bạn đi vào cái trang của Maven Repository, các bạn search Harmony Core thì các bạn lấy cái dependency này về rồi các bạn gắn vô. Thì các bạn đi vô đây ha, Maven Repository, rồi các bạn search cho thầy cái chỗ này là cái chữ Harmony Core ở đây nè, search này Harmony Core cái này nha. Thì các bạn sẽ thấy nó trả ra cho mình là hai cái bảng như thế này các bạn. Thì cái Harmony Core này á, cái bảng mới nhất ở trên đây nè là cái bảng nó release vào 19 tháng 5 năm 2021. Thì đây là bảng số 6, thì đây vẫn là cái bản phiên bản alpha, phiên bản mới có dùng để thử nghiệm thôi, chưa phải là phiên bản chính thức. Do đó là các bạn lấy dùm thầy cái lấy cái thằng dưới á, nó sẽ có phiên bản 5 để mình chọn. Thì các bạn lấy hai bên này, mình làm chủ yếu ở hai bên này phiên bản số 5 các bạn. Các bạn vô đây coi nè. Đây, các phiên bản 6 đều là alpha hết thì các bạn chọn cái phiên bản này. Nha, mới nhất lấy cái màu xanh á. Thì các bạn lấy cho thầy cái phần dependency này ha, mình copy. Rồi sau đó mình quăng trong cái phần Maven của mình ở đây, cái pump để cái dependency vô. Thì hiển nhiên là khi mình làm việc với MySQL là các bạn đã phải có cái dependency này rồi, đúng không? Thì bây giờ mình gắn cái hai bên này vô để tạo ra cái phần trung gian hai bên này để tương tác thôi. Như vậy là thầy gắn hai bên này ngay cái chỗ dependency. Rồi, save lại. Rồi sau đó các bạn cứ tải build nó để cho nó lấy cái hai bên này vậy. Rồi thì cái này là do thầy đã cài rồi các bạn, do đó các bạn thấy nó nhanh ha. Còn các bạn mới lần đầu các bạn sẽ thấy nó hơi chậm bởi vì nó phải có cái quá trình nó tải về. Thì cái này coi như của thầy đã cài xong cái hai bên này co ở trong đây rồi. Được chưa? Thì bây giờ nhắc lại cái cách cấu hình một chút. Thì các bạn sẽ có nhiều cách để các bạn cấu hình với hai bên này. Một là các bạn có thể viết bằng code Java. Hai là các bạn có thể dùng cái tập tin XML giống như cái bin hôm vừa. Thì như thầy nói các bạn là trong cái môn này để cho các bạn dễ tiếp cận và dễ hướng dẫn á, thì thầy sẽ minh họa cho các bạn cái cấu hình bằng code Java là chính để cho các bạn thấy trực quan cái cách cấu hình. Tuy nhiên các bạn cũng có thể sử dụng một cái tập tin XML một cách độc lập để các bạn cấu hình. Thì sau này tùy vào nhu cầu của dự án các bạn làm, sẽ có dự án nó yêu cầu là cái tính độc lập cao thì thường là người ta sẽ tách thành tập tin người ta cấu hình. Còn một cái dự án bình thường, một cái dự án mà các bạn cấu hình để cho nó trực quan, cái code nó dễ quản lý và dễ bảo trì á, thì thường là các bạn sử dụng cái annotation ở trong cái thằng Java là cái cách mà các bạn cấu hình đẹp nhất và tiện nhất, dễ quan sát nhất để mà mình có thể theo dõi được cái chương trình của mình. Bởi vì các bạn biết chương trình ở đâu là cấu hình trực tiếp ở đó bằng các cái annotation luôn, chứ mình không có cần phải tách thành một cái tập tin riêng mình cấu hình. Như vậy là ở đây thì thầy sẽ bước đầu thì thầy sẽ cấu hình cho các bạn thấy hai cái, nhưng mà các bạn nhớ là mình sẽ đi xuyên suốt, thầy sẽ chủ yếu dùng cái annotation bằng Java để demo cho các bạn. Thì bây giờ các bạn nhìn sơ cái cách tạo ra cái đối tượng cấu hình nè. Đây ha, cấu hình thì các bạn nhớ dùm thầy mấy cái từ màu đỏ này nha, mấy cái từ màu đỏ này, cấu hình, các thuộc tính nè, rồi cấu đối tượng này chỉ tạo một lần đầu tiên và không tạo lần thứ hai. Và ở đây nó sẽ có hai cách ha. Cách truyền thống của cấu hình là người ta tự sử dụng một cái tập tin hyperNight.xml. Các bạn tạo ra một cái tập tin nào đó, thì cái tập tin này nếu mà các bạn tạo ra project bình thường á, thì đặt nó ngay thư mục gốc. Còn bây giờ mình tạo ra cái project Maven thì mình đặt trong cái thư mục resource. Được chưa? Mình sẽ đặt trong thư mục resource. Thì cái này là cái trước đây thầy dùng chính, nhưng mà sau này thì thầy đã cho các bạn sử dụng cái code Java các bạn cấu hình để nhìn cho nó trực quan và nó dễ theo dõi hơn. Như vậy là thầy hôm nay thầy minh họa cho các bạn hai cái luôn. Thì tùy trong quá trình làm các bạn thích dùng nào cũng được, nhưng mà thầy sẽ demo chính bằng cái Java và các bạn theo dõi thì các bạn tự map vô thôi. Thì bây giờ nói sơ cái cách làm trước. Thì cái tập tin hai bên này nè, thì các bạn phải có cái đặc trưng là cái như cái phần này. Phần này thì các bạn không cần nhớ, cứ copy thôi hoặc là vào trang của nó lấy về. Thì cái đặc điểm của hai bên này á, là nó có cái thẻ hai bên này configuration là cái thẻ cao nhất các bạn. Cái thẻ hai bên này nè, cái thẻ này là cao nhất. Còn bên trong này là các bạn thấy là session factory.
thì bắt đầu các bạn thấy nó cấu hình những thông tin rất là quen thuộc rồi các bạn, ví dụ như driver nè, rồi URL nè, rồi username password nè, rồi còn cái này là cái driver, cái dialect chỉ định thêm cái đây là cái hệ quản trị MySQL thôi. Thì các bạn cứ lấy những cái này, thì lên đây các bạn search cái chữ dialect thì mình chọn ra, mình biết đây là cho hai bên đây nó biết là nó đang làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL thông qua cái dialect này. Được chưa? Thì các bạn có thể lấy cái đường dẫn này trong cái thư mục mình tải về, giống như hôm bữa thầy chỉ các bạn lấy cái đường dẫn của cái thằng driver và nó trong dependency á. Được chưa? À, trong trường hợp cái này không nhớ thì các bạn cứ lấy đường dẫn này vô đó nha. Thì đây là cái cách cấu hình bằng tập tin XML. Thì bây giờ thầy sẽ cấu hình, còn cách cấu hình bằng source code thì là như thế này các bạn. Các bạn cấu hình như thế này. Đó, cấu hình bằng source code, tức là mình tạo ra đối tượng cấu hình rồi nạp các cái thông tin lên nha. Thì bây giờ thầy bắt đầu sẽ demo cho các bạn. Thì đầu tiên thầy sẽ demo cho các bạn cái cách thức cấu hình bằng cái thằng code trước, rồi sau đó thầy cho các bạn thấy cái thằng XML. Thì các bạn thấy cái nào tiện cho mình thì các bạn chọn cái cách dùng đó. Rồi thì các bạn coi cái cách cấu hình như sao. Rồi thì như thầy nói là cái hai bên đây, cái YouTube này thì nó tồn tại duy nhất thôi. Thì các bạn tạo dùm thầy một cái gói như sao. Hai bên đây demo ha. Rồi trong đây thầy tạo ra một cái tập tin hai bên đây YouTube. Thì thường các bạn thấy là khi mà người ta làm việc với hai bên đây hay có tập tin tên như thế này, thì thường là cái tập tin này là nó sẽ tạo ra configuration và session factory. Như vậy là thầy tạo ra configuration trước ha. Để các bạn coi như sao. Thầy đặt tên là hai bên đây YouTube. Rồi thầy save lại. Như vậy là thầy có một cái tập tin lớp bình thường như thế này. Thì bây giờ các bạn coi như thế này, nhìn lại cái cấu hình chút, nhìn lại cái lược độ một chút. Như vậy là cái đối tượng cấu hình này nè các bạn là tồn tại duy nhất. Nó chỉ tạo một lần thôi. Và trách nhiệm của thằng cấu hình này nó sẽ tạo ra cho mình cái session factory. Và ngoài ra là không dùng cái gì thông tin cấu hình nữa, thường là ít dùng. Và sau đó mình chỉ dùng cái biến factory này thôi. Bây giờ do đó là thầy sẽ triển khai cái mẫu singleton như thế này. Tức là thầy vẫn cho hai thằng này tạo unit một lần thôi. Nhưng mà thằng này thì thầy có trả ra cho lấy sử dụng nữa. Còn thằng này thì không, bởi vì thằng này không có nhu cầu sử dụng nè. Họ không có nhu cầu sử dụng thêm trong quá trình mình làm. Như vậy là thầy chỉ trả ra cái đối tượng này để cho nó tạo session mỗi lần nó truy vấn thôi. Do đó là các bạn sẽ coi coi thầy sẽ tạo hai cái đối tượng này như sao ha. Muốn có factory thì nhớ là phải có configuration trước. Như vậy là mình tạo như thế này để triển khai thằng sinh của tình nè. Rồi bây giờ thầy khai báo cái đối tượng factory trước, bởi vì cái thuộc tính này thầy sẽ dùng trả ra. Và các bạn thấy là thầy khai báo nó phải là private các bạn, bởi vì thầy muốn kiểm soát cái việc tạo đối tượng từ cái này. Do đó là thầy phải để private để trong cái lớp này thầy kiểm soát. Và cái việc cung cấp đối tượng cho bên ngoài sử dụng á, thì thầy sẽ dùng phương thức thầy trả ra, chứ thầy không cho nó tạo trực tiếp. Được chưa? Như vậy là các bạn có một cái private ha. Và thầy để là static final. Cái này trong hướng đối tượng thì các bạn đã được học và nói rất nhiều về khái niệm static final rồi. Mục tiêu của thầy thì gắn final là muốn nó là hàng số, tức là nó tạo ra một lần thôi, nó được cấp một lần, không được phép thay đổi nó nữa. Dù cho cố tình bằng cách nào đi nữa nó cũng phải báo lỗi trình dịch. Còn cái static là thầy muốn nó dùng chung cho tất cả các đối tượng từ đây. Nó để mình đạt được cái điều là gì các bạn? Dù cho sau này bao nhiêu đối tượng ra đi nữa thì nó cũng một cái duy nhất, cái chung thôi. Cái static là dùng chung, nhớ không? Chưa học lập trình đối tượng mà. Thì thầy khai báo cái thuộc tính session factory. Đây các bạn tạo ra kiểu session factory. Đây session factory ha. Và nhớ lấy của cái thằng org hai bên đây nhé. Coi chừng lấy nhầm tên của những thằng khác đó. Lấy org hai bên đây. Để nó import vô đúng cái này cho mình. Rồi đây là session factory. Thì đặt tên là factory. Rồi thì cái này nó báo lỗi kệ nó, bởi vì nó là final, nó chưa có giá trị khởi gán, nó báo lỗi thôi. Lát nữa thầy khởi gán cho nó là nó hết. Và cái thuộc tính này các bạn chỉ cung cấp cho nó cái phương thức get thôi, để ở ngoài nó lấy nó sử dụng để nó tạo đối tượng các bạn. Do đó là ở đây các bạn chỉ cần chuột phải tạo cho thầy cái refactor cái getter. Và nhớ là mình không tạo setter nha, bởi vì mình không cho nó thay đổi mà. Mình chủ động mình tạo và sau đó cung cấp cho nó dùng thôi. Như vậy là các bạn đóng gói tạo ra một cái đối tượng getter thôi, bỏ setter đi, nó cũng không có luôn nè, thấy không? Refactor. Rồi, bởi vì mình đặt ở đây là final mà. Như vậy là đây là cái thao tác thầy cung cấp ra cho bên ngoài để nó lấy session factory nó sử dụng các bạn. Như vậy là sau này khi mà tạo session á, nó muốn cần session factory thì nó sẽ thông qua cái phương thức này nó lấy, nó không được truy cập trực tiếp vào đây.
Như vậy là bây giờ cái tiến trình mình sẽ tạo ra cái đối tượng này như sau các bạn. Thì các bạn nhớ là lúc mà học lập trình hướng đối tượng á, mình có một cái khái niệm là cái khối tỉnh static. Đây, cái này là cái khối tỉnh nha các bạn, chứ không phải là một phương thức. Và các bạn nhớ cái khối tỉnh này được gọi khi nào các bạn? Cái khối tỉnh này nó được gọi lần đầu tiên khi cái lớp này nó được nạp lên. Đâu đó các bạn khai báo cái lớp này là cái khối tỉnh này nó được chạy rồi. Và nó chỉ chạy một lần duy nhất thời điểm đó thôi. Sau này dù các bạn gọi 1000 lần thì nữa nó cũng không chạy lại nữa. Đấy chưa? Và nhờ cái đặc điểm của khối tỉnh này mà mình mới làm được cái điều mà mình vừa mới nói cho cái đối tượng cấu hình, là nó chỉ tạo một lần trong suốt quá trình nó chạy chương trình thôi. Như vậy là mình đặt cái việc tạo đối tượng cấu hình và tạo cái đối tượng hai bên này, tạo đối tượng factory, session factory nó nằm trong static là hợp lý nhất. Bởi vì lần đầu tiên cái lớp này nạp lên là cái khối này được chạy, coi như kể từ đó về sau nó không bao giờ chạy nữa. Dù cho mình cố tình mình gọi nó cũng không chạy nữa. Được chưa? Do đó là ở đây trong cái khối tỉnh này thầy sẽ tạo ra cái đối tượng cấu hình cho mình. Như vậy là các bạn sẽ có cái đối tượng cấu hình configuration. Configuration ở đây nè các bạn. Và các bạn nhớ là cũng phải lấy từ cái thằng hai bên này nhé, org hai bên này. Coi chừng lấy nhầm bởi vì có rất nhiều thằng trùng tên. Đây. Lấy từ thằng org.hybernate.cfg ha. Thì các bạn enter. Rồi, mình có COF, mình nêu ra một cái configuration. Cũng tạo đối tượng bình thường như học hướng đối tượng đó các bạn. Cứ theo logic hướng đối tượng mình có thôi. Rồi, như vậy là đây chính là cái đối tượng cấu hình mà mình đã đề cập ở trong cái cấu hình của nó, chính là cái này nè các bạn. Bây giờ mình mới cung cấp thông tin cho nó. Nhưng mà trước khi cung cấp thông tin á thì thầy sẽ từ cái đối tượng cấu hình này thầy tạo ra factory luôn cho các bạn thấy. Trước khi mà thầy cung cấp các thông tin cấu hình cho nó thì như sao? Cái đối tượng factory này. Đây bây giờ thầy mới bắt đầu thầy gán cho nó nè. Đó, nó sẽ từ cái đối tượng cấu hình nó gọi cái phương thức gì các bạn? Build session factory. Và các bạn phải truyền một cái thông tin vô là cái thông tin người ta gọi là service registry. Thì cái này các bạn cứ hiểu là nó chứa những thông tin cấu hình để nó cung cấp cho factory. Ha, như vậy là thầy enter chỗ này. Và thầy tạo ra một cái đối tượng registry. Rồi. Đó, như vậy là đây là cái lệnh để mà tạo ra factory đó các bạn. Tạo ra session factory ra từ cái đối tượng cấu hình theo cái lý thuyết mà mình đã nói. Được chưa? Thì bây giờ mình bắt đầu mình cung cấp các thông tin cho cấu hình thông qua cái thằng registry này. Thì cái lệnh mà tạo registry này hầu như nó cố định các bạn, nó không thay đổi theo thời gian. À, các bạn cứ nắm thậm chí thuộc lòng cái lệnh này luôn cũng được. Bởi vì nó không có thay đổi và các bạn chỉ cần hiểu ý nghĩa của nó là cung cấp các thông tin cho factory để nó xây dựng cái factory thôi. Và trước đây cái lệnh mà để xây dựng cái registry này nó rất dài dòng, nhưng mà bây giờ nó đỡ hơn rồi. Nhưng mà cũng không phải là ngắn. Để các bạn coi nè, mình tạo ra service registry. Service registry nha. Đây, là nó nằm trong hai bên đây nha các bạn. Nhớ là cái gì trong đây là đều phải nằm trong org hai bên đây hết. Enter cái. Rồi mình tạo ra cái đối tượng registry này mình bỏ vô cho nó nè. Rồi, thì cái service registry này á, nó là một cái lớp trừu tượng. Thì nó có một cái lớp con. Là các bạn nêu ra một cái standard service registry. Tên nó hơi dài. Service registry builder. Là cái này ha. Rồi, các bạn đóng mở ngoặc, gọi cái phương thức. Sau đó các bạn nối đuôi làm luôn, khỏi mất công. Bởi vì cái lệnh này hầu như nó như vậy. Các bạn gọi apply setting. Rồi các bạn lấy cái đối tượng cấu hình á, các bạn đọc cái property lên, các bạn bỏ vô cho cái setting này. Cuối cùng là các bạn chấm gọi cái lệnh build. Đó, thì cái lệnh này hầu như là không thay đổi các bạn ha. Thì nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà sau này các bạn cứ dùng thoải mái cái lệnh này. Cái lệnh này là nó cố định như vậy luôn, là registry á ha. Rồi để quăng vô cho cái thằng builder. Như vậy là chỗ này là mình có được cái factory rồi. Thì bây giờ mình cung cấp những cái thông tin này cho nó nè. Đây. Mình bắt đầu mình cung cấp cho nó những cái thông tin về dialect, thông tin về driver class, về URL, về connection. Thì bây giờ mình dùng code Java trước là các bạn sẽ có một cái đối tượng gọi là property để định nghĩa các thông tin cung cấp cho nó. Như vậy là các bạn khai báo cái property như sau. Ở như này. Yeah. Cái này là cung cấp thông tin cấu hình đó các bạn. Property. À. Đây cái này nha các bạn, Java YouTube prop bằng new property, đúng cái logic hướng đối tượng của mình thôi. Rồi sau đó các bạn mới làm cái gì đó và các bạn gán nó vô cho cái biến cấu hình set property. Rồi thì bắt đầu mình sẽ cung cấp lần lượt các thông tin cho cái property này nè, là coi như mình đạt được cái thông tin cấu hình của Hibernate YouTube. Được chưa? Rồi như vậy là để bỏ cái thông tin property á, thì các bạn nhớ là nó cái property này là cái biến kiểu một cái kiểu map,
cái kiểu băm, tức là cái dạng nó là key value các bạn, tức là nó phải có cái key và cái value của nó là cái này. Thì các bạn hình dung là gì các bạn? Hình dung là cái key của nó chính là cái này nè. Các bạn phải chỉ định đúng cái đường này và cái phần này là phần value của nó, là tương ứng trong XML á. Tương tự cái này là cái phần key nè, các bạn phải chỉ đúng cái đường dẫn này và cái phần value của nó. Được chưa? Như vậy là thay vì mình phải nhớ cái này các bạn, nó dài dòng lắm, thì trong cái thằng hai bên này nó cung cấp sẵn cho mình cái biến tĩnh, nó define cho mình cái chuỗi này rồi, mình không cần phải nhớ. À, như vậy là thầy sẽ đặt các giá trị lần lượt như sau nha các bạn. Rồi mình qua đây, mình có là prop chấm, các bạn có boot ha. Đầu tiên là cái key nè, cái key thì các bạn lấy giùm thầy một cái biến environment. Cái này là cái biến của hai bên này nó cung cấp cho mình environment. Đây, được chưa? Đầu tiên là cái biến dialect, thì các bạn chấm cái, các bạn gõ chữ dialect. Rồi, nhảy vào đây ha, để cung cấp dữ liệu sao. Thì các bạn mới control, các bạn click vô cái dialect này để coi cái dialect này là cái gì. Control click vô. Thì các bạn thấy là đơn giản là gì các bạn? Nó là một cái biến tĩnh thôi và nó cung cấp cho mình giá trị là cái chuỗi này. À, cái chuỗi này chính là cái chuỗi này đây các bạn. Đây chính là cái này nè. Được chưa? Thay vì mình phải nhớ cái này thì nó làm sẵn cho mình rồi, mình chỉ gọi tên biến cho nó ngắn gọn thôi. Và mình cũng không cần phải nhớ những cái thứ này, bởi vì cái này là thông tin cấu hình mà. Cấu hình thì thường cố định mà, không cần phải nhớ. Như vậy là ở đây nó tiện hơn một nữa là nó đã cung cấp cho mình một cái biến tĩnh để mình gọi, mình sử dụng rất là tiện rồi. Hay là cái chuỗi URL này cũng là cái key này. Giống hệt như trong cái cấu hình của mình trong cái thằng XML vậy. Như vậy là mình lần lượt đặt các thông tin cấu hình vô nha. Rồi, như vậy là thứ nhất là thầy đặt dialect, cái thứ hai là thầy phải chỉ định driver. Rồi đây là driver nè. Cái thứ ba là thầy phải chỉ định cái URL, tức là cái chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu. Cái thứ tư là thầy phải chỉ định username của cái hệ quản trị. Cái thứ sáu là thầy phải chỉ định cái password của cái quản trị. Và cái thứ bảy là các bạn bật cái này lên giùm thầy. Show as well. Thì như thầy nói với các bạn á, lát nữa là mình chủ yếu là mình truy vấn ở trên các lớp đối tượng thôi, mình không có truy vấn trực tiếp xuống cái bảng với dữ liệu. Do đó là các bạn bật cái cờ này lên để làm gì? Để khi mà các bạn thực thi câu truy vấn á, thì từ cái code Java của mình thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái câu truy vấn mà thật sự nó sinh ra khi nó truy vấn là gì. Để các bạn coi nó có đúng ý đồ của mình muốn hay không. Thì các bạn bật cái này lên để một lát nữa nó xuất ra cho mình một cách tự động, mình không cần phải thực thi. Thì cái biến này là show as well, là true hay false thôi. Được chưa? Rồi, mình lần lượt cung cấp mấy thông tin này nè. Thì username của thầy như là các bạn biết là root 1-8. Rồi, còn URL là gì các bạn? GDBC MySQL localhost xoẹt SafeDB. Đó, thầy dùng cái cơ sở dữ liệu là SafeDB. Được chưa? Còn cái này thì các bạn dẫn đường vô đây, các bạn dẫn vô ha. Thầy copy cái nhanh này, gõ lát nữa nó bị lỗi này mà cầm. Đây cái đường dẫn này bữa thầy chỉ các bạn cách lấy cái đường này ở trong cái dependency mình rồi nha. Rồi mình quăng vô đây. Đó, đây là driver của mình nè. Bình thường thay vì mình tự viết thì mình bỏ vô đây. Còn cái dialect này cũng vậy, nó có các dialect, các bạn cứ dẫn theo cái đường này ở trong cái source code, các bạn sẽ thấy cái tập tin này. Để thầy chỉ các bạn luôn để sau này lỡ các bạn có quên á, thì các bạn mà không có cái nào, cái slide nào để coi thì các bạn có cơ sở để lần lại. Thì các bạn cứ dẫn theo cái đường này nè, ORG hai bên này dialect. Đây, ORG hai bên này nè, trong cái thư viện dependency nè các bạn. ORG hai bên này dialect là chữ D đúng không, các bạn kéo xuống cái gói. Nó thường nó sắp theo alphabet cho mình rồi. Cast nè ha, vô đây. Dialect. Đây các bạn, các dialect để chỉ định cái các cái hệ quản trị. Thì ở trong đây với cái thằng MySQL của mình á, thì nó cũng có cái cơ sở liệu DB2 nè. Có rất nhiều cái hệ quản trị. Còn MySQL của mình thì dưới này, dưới M thì các bạn kéo xuống dưới này. Đây, bạn nào mà sử dụng phiên bản 5 á, thì nó có MySQL 5 luôn nè. Đây là MySQL 8. Còn các bạn dùng này thì nó tự động nha. Các bạn nhớ là trên phiên bản MySQL thì thầy nói cũng nhiều lần là nó đang có hai cái phiên bản trên thị trường, bản 5 và bản 8. Thì mình đang dùng cái bản 8. Do đó là chỗ này các bạn để là MySQL 8 dialect cũng đúng rồi nha. Còn không thì các bạn cứ để chung như vậy, nó sẽ tự giải quyết cho mình. Được chưa? Thì cái này là cung cấp dialect. Nếu mà sau này các bạn quên cái đường dẫn này thì dẫn đường vô đây. Tất cả nó nằm ở trong đây hết đó các bạn. Rồi thì coi như là mình có được cái tập tin cấu hình rồi. Như vậy là đầy đủ thông tin cấu hình cơ bản ở đó các bạn. Như vậy là thông qua cái này là mình đã tạo được cái configuration đối tượng cấu hình.
và mình đã tạo được session factory. Và hai đối tượng này mình nhờ các bạn nhớ là thầy đặt ở trong cái khối tỉnh, và mục tiêu của thầy là gì? Thầy muốn suốt quá trình chạy chương trình nó chỉ tạo một lần duy nhất khi nó nạp lên thôi, và kể từ đó về sau dù cho cố tình hay là vô ý thì cũng không thể nào tạo được lần nữa. Thấy chưa? Rồi các bạn nhớ đặc điểm của nó nha, mình đặt ở trong đây. Rồi bây giờ cái thông tin cấu hình này một lát nữa thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái tập tin XML, nhưng mà mình ưu tiên dùng cái dạng này nha. Thì bây giờ mình chạy trước một cây đi, một vài cây, rồi sau đó thầy sẽ chỉ các bạn gắn cái tập tin XML thay cho thằng này, thì coi như là mình có được cái thông tin cấu hình. Và hầu như cái việc mà làm việc với hai bên này các bạn, cái tập tin cấu hình này thường các bạn dày luôn, hầu như không có thay đổi nhiều, chỉ cung cấp các thông tin cấu hình thêm thôi. Do đó là cái tập tin này nó sẽ không ít biến động trong quá trình các bạn làm bài tập lớn, thì hầu như các cái nhóm đều sử dụng cùng một dạng tập tin na ná giống vậy thôi. Do đó cái này không có gì phải không có khác biệt, bởi vì đã là gọi là cấu hình mà làm sao mà thay đổi nhiều được. Đấy chưa? Còn cái việc mà dùng tập tin thì nó sẽ khác, còn cái này thì hầu như các bạn dùng cái này thì nó sẽ cố định như vậy nha. Rồi thì bây giờ có cấu hình rồi, thì bây giờ cái bước số 2 mình làm việc với hai bên này là mình làm gì? Bước số 2 đó, để làm việc với hai bên này là các bạn sẽ phải có các cái persistent class. Như vậy là nhắc lại persistent class một chút. Các bạn phải có cái lớp này thì các bạn mới bắt đầu tư vấn xuống dữ liệu được. Được chưa? Như vậy là vài bữa nữa thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để cho nó tự động nó sinh ra các persistent class từ cái cơ sở dữ liệu mình có. Mình có cơ chế đó và nó làm rất tốt. Nhưng mà vấn đề là để cho các bạn biết được cái cơ chế hoạt động thực sự của nó, để khi mà nó sinh ra các bạn có biết cái cách để các bạn chỉnh sửa. Và thực tế khi các bạn làm dự án không hoàn toàn dùng cái nó sinh sẵn đâu, các bạn phải sửa lại theo cái ý đồ của dự án hoặc là theo một cái mục đích tối ưu nào đó. Do đó là các bạn phải biết cách cái cấu hình cái persistent class này trước khi mà mình tự dùng cái công cụ để sinh nó ra. Bởi vì mình không hiểu nó thì mình không có thể nào điều khiển nó được. Bởi vì mình làm phần mềm là mình phải điều khiển nó, chứ các bạn không thể nào cứ cho tự động mà nói cái đó là dạng nó điều khiển lại mình rồi, mình không điều khiển nó được. Do đó là mình phải biết cái cách cấu hình như thế nào. Do đó là trong cái phần đầu này là thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tạo ra các cái persistent class một cách thủ công. Thầy sẽ làm từng bước một cho các bạn thấy. Rồi sau khi mà các bạn quen rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để nó sinh tự động ra cái bộ persistent class này từ cái cơ sở liệu của mình nha. Thì bây giờ mình làm thủ công trước. Thì bây giờ trước khi mà làm thủ công thì cũng tương tự như vậy các bạn. Để tạo ra cái này thì các bạn cũng có hai giải pháp. Cái giải pháp thứ nhất là mình dùng một cái tập tin XML tách rời. Cái giải pháp thứ hai là cũng dùng Code Java. Như vậy là thầy trình bày sơ cho các bạn về XML là thầy và Code Java. Thì mình vẫn tập trung thầy demo cho các bạn cái Code Java để các bạn thấy được cái trực quan bên trong nó là như thế nào. Thì giờ các bạn coi như thế này. Đây là cái cách để tạo persistent class này ha, các bạn nhìn như thế này. Cái persistent class nhớ mấy cái nhà này đọc cho kỹ để sau này các bạn làm trắc nghiệm nha. Đặc điểm của một persistent class nó có đặc điểm như sau nè. Nhắc lại là persistent class là đại diện cho một bảng với cơ sở liệu nha. Được chưa? Như vậy là cái persistent class này nó có phải đặc điểm là nó phải có phương thức khởi tạo không tham số. Cái này là phải có, bắt buộc phải có. Bởi vì ngầm định nó sẽ dùng phương thức khởi tạo không tham số để nó tạo đối tượng. Các cái đặc tính setter, arriving đều phải có getter setter. Và không được kế thừa tường bên bất kỳ một lớp nào khác. Không được kế thừa thằng nào hết, được implement nhưng không được kế thừa. Implement interface thì được nhưng mà không được kế thừa thằng nào hết. Đây là ba cái đặc điểm của một persistent class mà các bạn phải có. Thấy chưa? Thì các bạn mới nhìn mẫu như này. Giả sử đây là cái bảng dưới cơ sở dữ liệu nha. Cái đây là crib dưới cơ sở liệu các bạn biết rồi. Còn đây chính là cái persistent class được phép tương ứng nè. Thì cái lớp này mình khai báo dành cho cái bảng này. Cái trường này mình khai báo dành cho cái trường này. Khóa chính đó. Cái trường này mình khai báo dành cho trường này. Cái trường này mình khai báo dành cho thằng này. Còn thằng này là thằng này, vân vân. Như vậy là cái này là mình đã khai báo xong hai lớp, một lớp tương ứng cho một bảng rồi. Bây giờ trách nhiệm cấu của mình là mình cấu hình làm sao cho cái hai bên này nó biết rằng cái lớp này, cái này chính là cái này. Để cho mình lập trình mình tương tác trên đây thôi, mình không còn đụng cái này nữa. Thì cách là các bạn có một cái khái niệm nó gọi là hai bên này mapping file. Mapping file là dùng cái tập tin XML để chỉ định cái đó. Thì cái này các bạn biết qua. Rồi sau đó thầy hướng dẫn các bạn dùng mặt có Java để thay thế. Thì các bạn thấy nó dễ hơn nhiều. Thì để ví dụ như thầy muốn cấu hình cái lớp này, nó là cái này ha. Thì thầy tạo ra một cái lớp tập tin XML là order.hvm.xml. Rồi sau đó thầy các bạn nhìn sơ cái cấu, một cái tập tin cấu hình mapping giữa một lớp và một bảng này. Các bạn nhìn như thế này.
Mấy cái này các bạn cũng không cần phải nhớ, cứ lên trang nó copy về quăng vô cái project là làm thôi. Mình chỉ cần nắm các thuộc tính này thôi. Thì cái thẻ cao nhất là Hibernate Mapping các bạn, để chỉ định là mình ánh xạ, cái này thì dịch là từ ánh xạ giữa một cái lớp và một bảng. Thì các bạn mới coi nè, đầu tiên các bạn ánh xạ một lớp vào một bảng thì các bạn có một cái thẻ nó gọi là thẻ class. Như vậy là thầy chỉ định là cái lớp này là cái lớp của thầy nè. Thầy định nghĩa trên code Java của thầy là cái lớp order. Thầy ánh xạ vào cái bảng với cơ sở dữ liệu tên là order nha, giống như trên đây, nhưng mà thầy đã định nghĩa. Như vậy là sau cái lệnh này rồi á, thì nó sẽ biết được cái lớp của mình chính là cái bảng đó, đại diện ở trên cái code của mình. Và mình cứ lập trình ở trên cái lớp đó, không đụng tới các bạn nữa. Đấy chưa? Rồi. Sau đó cái meta này là các bạn cung cấp thông tin phụ thôi, không có cũng không sao. Bây giờ mình tìm hiểu mấy cái thẻ này trước nè. Bây giờ các bạn dùng cái thẻ ID để các bạn cấu hình cái khóa chính. Như vậy là thầy mới chỉ định là gì các bạn? Cái cột order code dưới cơ sở dữ liệu của cái bảng này nó sẽ tương ứng với cái trường ID ở trên cái lớp này. Như vậy là sau này mình đụng tới ID có nghĩa là mình đụng tới order code, cái khóa chính ở dưới cơ sở dữ liệu. Và cái kiểu mapping của hai thằng này là kiểu chuỗi. Được chưa? Tương tự như vậy, đây là khóa chính nha các bạn, khóa chính thì dùng thẻ ID. Còn khóa một cái trường thông thường thì mình dùng một cái thẻ nó gọi là property. Property thì nó giống như hôm bữa vậy. Thì cái đây là cơ chế nguyên lý chung của thằng Java mà. Do đó các bạn chỉ cần nắm một cái thôi thì mấy cái sau các bạn thấy nó rất nhẹ nhàng. Thì các bạn chỉ cái column này, đây là cái cột dưới cơ sở dữ liệu. Còn đây là cái trường trong cái bảng này. Như vậy là chỉ định cái trường này tương ứng với cái cột này. Và khi lập trình đụng tới cái trường này tức là đụng tới cái cột này. Đấy chưa? Đó là ánh xạ. Như vậy là đây là cái tập tin các bạn ánh xạ bằng tập tin. Thì nhìn nó tách rời cái tập tin cấu hình ra thì các bạn sẽ thấy nó khá là phức tạp khi các bạn bắt đầu tiếp cận. Thì bây giờ các bạn coi thầy cấu hình tương đương với cái này, nhưng mà thầy dùng các annotation bằng Java code để thầy cấu hình thì các bạn sẽ thấy nó trực quan hơn nhiều và nó dễ hơn nhiều. Rồi sau đó các bạn làm cái này. Thì cái giải pháp này các bạn cũng phải biết làm, bởi vì sau này nếu các bạn định hướng mình đi sâu vào Java thì mình phải biết tách cái tập tin cấu hình ra nữa để mình tăng cái tính độc lập với component. Nhưng mà bước đầu mình hiểu nó trước cái đã. Thì bây giờ các bạn coi thầy dùng cái code Java thầy cấu hình thay cho thằng này như sao, cũng tương đương đó các bạn coi như sao. Như vậy là các cái lớp mà nó sẽ đại diện cho bảng cơ sở dữ liệu thì thầy gọi là cái persistent ha. Thì bây giờ thầy sẽ cấu hình cho các bạn xem một cái bảng này trước. Các bạn coi cái bảng này. Rồi, bây giờ thầy cấu hình cho các bạn coi ha. Các bạn nhìn bảng này. Thì đây là các cái table này ha. Bây giờ cái bảng dễ nhất là bảng category. Cái bảng này thì nó chỉ có 3 cột thôi. Được chưa? Thì các bạn coi cái outer table này. Cái outer table ở đây. Thì các bạn thấy nó có 3 cột. Cái cột ID là kiểu nguyên. Cái cột name là kiểu chuỗi. Cột description cũng là kiểu chuỗi. Thì bây giờ các bạn coi thầy sẽ cấu hình một cái lớp đối tượng nó map xuống đây bằng code Java của mình ha. Thì thầy sẽ đặt cái tên, cái gói mà nó chứa cái này là Bozo các bạn. Thì trong đây thầy tạo ra một cái gói Bozo. Bozo là plain object các bạn ha. Thì thường Bozo là thầy dùng chính là cái persistent class đó các bạn. Những lớp thầy đặt trong đây chính là cái persistent đó. Bây giờ để các bạn nên quy ước nắm rõ cái tên thuật ngữ để sau này đọc cái source code của người khác á, nhìn cái chữ Bozo là biết ngay là trong đây là nó chứa các cái lớp mà nó map với cơ sở liệu ngay. Thì thường là làm Java là nó có những cái tên quy ước với nhau như vậy, đọc cái là mình biết nó là cái gì liền. Thì lúc này sau đó nó sẽ tiện cho sau này khi các bạn ra ngoài các bạn làm việc nhóm với nhau, bạn mình nó lập trình, đồng nghiệp của mình nó lập trình nó quăng vô như vậy đó. Bây giờ mình đang có nhu cầu mình tìm các cái mã nguồn mà nó chứa các cái lớp ánh xạ thì mình tìm đâu, mình không cần phải hỏi nó, mình nhìn chữ Bozo là mình biết chắc chắn nó phải đặt ở đây. Còn nó đặt tầm vậy là nó hiểu sai cái thuật ngữ. Do đó là cái việc mà các bạn tuân thủ cái quy ước á, các bạn sẽ dễ làm việc chung nhóm với nhau hơn nha. Thì bây giờ cái Bozo này thì thường là thầy sẽ dùng để thầy đặt các cái persistent class mà thầy đã giải thích với các bạn, là các lớp tương ứng với bảng cơ sở liệu. Thì cái lớp đầu tiên thầy tạo đó chính là lớp category. Và các bạn nhớ giùm thầy là trong lúc học lập trình đối tượng á, thầy đã nhắc các bạn rất là nhiều cái việc đặt tên. Do đó là các bạn cố gắng tuân thủ cái chữ đặt tên của thằng Java, bởi vì nhờ như vậy các bạn sẽ tận dụng được rất nhiều cái thứ mà nó đã làm sẵn. Các bạn không tuân thủ cái chuẩn đó thì chương trình các bạn cũng có thể nó sẽ chạy, nhưng mà nó sẽ làm rối cho các bạn sau này và các bạn không tận dụng được những thứ mà người ta đã cung cấp cho mình rất là mạnh mẽ rồi.
nha, hoặc là thậm chí sau này các bạn làm nhóm sẽ làm rối cho bạn mình nữa. Do đó là cố gắng tuân thủ cái chuẩn đặt tên. Như vậy trên đây lớp là phải viết hoa, dùng cái upper camelcase là viết hoa ký tự động category. Yeah. Như vậy là đây là cái lớp đối tượng của thầy đây. Rồi, thì đây là lớp bình thường đó các bạn. Bây giờ mình dần dần mình chuyển nó thành cái persistent class nè. Như vậy là tương ứng các bạn khai báo cho thầy ba cái thuộc tính tương ứng với ba trường trên này, dưới ở bên dưới. Thì thầy khai báo như thế này: private in ID, private string name, private string description. Rồi, như vậy là cái tiêu chí để nó thành cái persistent là gì các bạn? Mấy thằng này phải có getter setter, đúng không? Tạo getter setter đã tính như tính. Vài bữa nữa thì các bạn sẽ có cái annotation, nó sẽ tự tạo luôn cho mình các bạn. Nhưng mà bây giờ cứ tự tạo thủ công như thế này, nó sẽ ngầm nó tạo cho mình luôn. À, mình sẽ có các bộ thư, cái thư viện để làm chuyện đó. Rồi, getter setter này hầu như không có gì thay đổi hết, để nguyên vậy, chưa cần phải nhúng tay vào. Rồi, nó phải có phương thức khởi tạo không tham số. À, như vậy là ở đây thầy không khai báo gì hết thì hiển nhiên nó có rồi, khỏi đụng nữa. Còn nếu mà sau này lỡ có một nhu cầu nào đó các bạn cần một phương thức khởi tạo có tham số ở đây, thì các bạn phải luôn đi kèm một phương thức khởi tạo không tham số để đảm bảo duy trì cái tính persistent của nó, persistent class của nó. Được chưa? Như vậy là khai báo là chỉ có như đây thôi là xong, một lớp rất bình thường. Bắt đầu mình cấu hình nè. Thứ nhất là các bạn muốn chỉ định đây là một persistent class thì các bạn phải gắn cho thầy một cái khác. Cái này gọi là annotation đó các bạn. Đầu tiên gắn cho thầy cái gọi là entity. Đây là entity, các bạn control click ha. Nhớ là lấy trong Java persistent nha. Đây, ở đây. Như vậy là kể từ thời điểm các bạn gắn cái này thì nó hiểu đây là persistent class. Nhưng mà vấn đề nó ánh xài với bảng nào thì các bạn phải chỉ định thông qua một cái nó gọi là a.table. Các bạn mở ra cái name mà category. À, cái này là cái gì các bạn? Cái name này chính cấp cái này nè, chính là cái tên bảng này dưới cơ sở liệu, chính là tên này. Được chưa? Như vậy là khi mà thầy khai báo như vậy có nghĩa là thầy đang chỉ cho cái hai bên đây biết rằng cái lớp này nè chính là đại diện cho cái bảng này dưới cơ sở dữ liệu. Đó, như vậy là chỉ cần hai cái dòng này thôi là các bạn cấu hình xong. Cho hai bên này biết được lớp này chính là persistent class và nó đại diện cho cái bảng category. Được chưa? Đó là cái số 1. Cái số 2 thì bắt đầu mình vô mình cấu hình từng trường nè. Bây giờ mình chỉ định cái trường này, à nó chính là cái trường này và nó là khóa chính. Được chưa? Như vậy là đầu tiên mình chỉ định nó là khóa chính trước cái đi. Để chỉ định nó là khóa chính á thì các bạn dùng một cái a cộng id ở đây. À id này, các bạn control space ha, nó sẽ nhắc mình. Đây, nó đều nằm trong persistent hết đó các bạn. Nằm đây nè. Được chưa? Như vậy là với cái này, nhớ là phải đặt trước cái tên trường nha, không có đặt sau được. Cái này annotation mà nó phải bọc lại. Thì phải đặt trước như thế này nè. Được chưa? Và viết sát lại. Rồi như vậy là lúc đó mình chỉ định đây là khóa chính. Rồi nó mát với cái cách tạo khóa chính là gì thì các bạn mới coi nè. Nếu như cái khóa chính này là do mình thiết lập, sau này mình bỏ giá trị vô thôi, tới đó được rồi. Còn nếu như cái khóa chính của các bạn nó đang chiến lược là các bạn thấy thầy để auto entry này thôi, AI là auto entry là tự tăng thôi. Như vậy là mình phải cấu hình cái chiến lược này cho nó thông qua một cái cấu hình như sau nè. Các bạn có một cái generated value và chỉ định cái chiến lược sinh dữ liệu ra. Các bạn có strategy là chọn từ mới này, các bạn cần run space nó sẽ hiện cái này ra, cứ enter thôi. Như vậy là thầy chỉ định cho nó biết là à cái này nó sẽ sinh ra theo cái chiến lược identity. Các bạn làm cho đến browser các bạn biết là cái trường auto entry chính là cái identity này, đúng không? Nó tự tăng lên đó. Như vậy là mục tiêu của thầy là thầy chỉ định cho nó đây là cái trường nó tự tăng ha, tự tăng. Rồi cái thứ ba là các bạn mới chỉ định cái trường này là ứng với cột nào, à thông qua một cái gọi là column. Và tương tự mình có cái name bạn id, thì cái id này các bạn nhớ đây chính là cái tên của đồng chí này, đây chính là đồng chí này. Như vậy là kể từ lúc đó nó đã biết cái thuộc tính này chính là cái trường này dưới cơ sở dữ liệu. Tương tự như vậy thì mấy cái trường còn lại thì các bạn chỉ cần gắn column vô thôi, chứ không có thông tin gì khác. Column là được. Name. Thì lúc này các bạn sẽ map cái thuộc tính này vô cái trường name. Thì cái name này nhớ là nó chính là cái name này. Còn cái description, như vậy là các bạn sẽ tương tự mình mapping cái description. A cộng column. Nè,
description. À, như vậy là các bạn chỉ cho nó biết được cái này chính là cái này là xong chuyện, được chưa? Ngoài ra thì trong đây các bạn có một số cái để các bạn định nghĩa nữa, ví dụ như mắt len ha. Mắt len à, cái len nhé. Ví dụ này cho là 100 rồi null hay không vân vân, các bạn có thể chỉ định cái này vân vân. Thì khi mà các bạn chỉ định cái này thì trên đây nó sẽ check cho mình khi mà mình tạo đối tượng, được chưa? Thì đây chính là cái cách để mà các bạn cấu hình chuẩn của thằng hai bên này ban đầu. Nhưng mà từ cái phiên bản hai bên đây năm về sau á các bạn, nó tiện hơn chỗ nữa là gì? Nếu vô tình các bạn đặt cái tên này nè, nó trùng với cái tên này, à cái tên này trùng với tên này, thì các bạn không cần khai báo cái này luôn, bỏ luôn, như vậy là nó tự biết. Tương tự như vậy, thằng này trùng tên với thằng này thì khỏi khai báo, bỏ luôn, à nó tự biết. Như vậy là tóm lại là mình chỉ cần chỗ này cũng trùng tên, bỏ luôn. À như vậy là tóm lại là mình chỉ cần như vậy thôi, là nó đã hiểu được cái lớp category này chính là cái bản category ứng với các cái trường trong thuộc tính. Do đó là khi mà các bạn khai báo ở trong đây, các bạn không có khai báo thuộc tính hơi hơi được. Các bạn không thể nào khai báo đại một thuộc tính nào đó mà cái tên của nó chả dính gì cái tên dưới này, thì nó sẽ báo là cái cột đó nó không tìm thấy nha. Còn nếu như các bạn khai báo một cái trường nào đó cái tên mà bất kỳ, thì các bạn phải chỉ định A cộng column để biết nó là cái cột nào. Còn các bạn để khơi khơi là tự động nó tìm cái cột cùng tên đó các bạn, mà nó không thấy là nó báo, các bạn nó báo lộn, bởi vì cái này là lớp không phải là lớp bình thường nữa. Do đó là mình không được khai báo một cái thuộc tính tùy tiện ở trong đây. Còn cái chuyện mà trong một tình huống bất khả kháng các bạn cần một cái thuộc tính mà nó không có dính gì tới cơ sở dữ liệu nhưng mà cần phải bỏ vô đây, thì lúc đó câu chuyện đó mình tính sao. Ở trong một cái ngữ cảnh hay hướng dẫn các bạn làm một cái bài về về đăng ký người dùng có cái upload confirm password á, thì lúc đó thầy hướng dẫn các bạn chuyện đó. Nhưng mà nhớ là các cái thuộc tính trong đây phải có ứng với một cái cột nào đó dưới cơ sở dữ liệu thì mới thành công, được chưa? Như vậy là cấu hình của mình đơn giản vậy thôi. Rồi thì cái chỗ này nè, các bạn làm giùm thầy một cái thao tác nữa là các bạn implement cái này serialize. Cái này là bổ sung thôi, cái serialize này không làm gì trên, các bạn chỉ implement thôi. Thì cái này thì thầy giải thích sơ cho các bạn cái nó là cái gì. Bình thường khi mà các bạn dùng cái bozo này ở trên máy cục bộ của mình á, các bạn thấy không vấn đề gì hết, cũng không thấy tác dụng của thằng serialize. Nhưng mà khi mà nó hoạt động trong môi trường internet á, thì nó sẽ phát sinh những vấn đề. Thì cái serialize này nó sẽ có trách nhiệm gì các bạn? Khi mà các bạn gửi dữ liệu ra môi trường internet á, nó sẽ thực hiện một hành động là nó serialize, nó đồng bộ cái dữ liệu ra ngoài để nó gửi ra bên ngoài trên môi trường internet. Còn khi nó trở về cái hệ thống của mình thì nó sẽ thực hiện một cái hành vi là deserialize để chuyển thành cái dạng dữ liệu trên máy mình nó xử lý được. Và do đó là phải các bạn implement như vậy và không có làm gì hết, nó làm sẵn cho mình hết. Các bạn implement nó giống như hồi xưa mình có một cái interface là cái callable vậy đó, nó không có cái phương thức trừu tượng nào hết. Cái việc implement nó là chỉ để đánh dấu là nó sẽ làm cái việc đó cho mình thôi. Thì cái serialize của bạn, thì các bạn nhớ là các cái bozo thì nhớ implement thằng này. Còn các bạn không implement thì cục bộ các bạn chạy sẽ không có vấn đề, nhưng mà sau này lỡ bắt đầu triển khai lên server thì nó sẽ sinh nhiều vấn đề nha. Thì nhớ implement như này. Rồi như vậy là xong cái lớp này nè. Rồi bây giờ thầy thực thi cho các bạn xem một số truy vấn cơ bản sau khi mình đã cấu hình rồi. Được chưa? Như vậy là tới đây là mình đã hoàn tất được cái bước gì các bạn? Tới đây là mình hoàn tất được cái bước nè, có persistence rồi. Đó là cấu hình cơ bản ha. Lát mình xử lý mấy cấu hình nó phức tạp hơn. Mình có được configuration, mình có session factory. Đó, mình có hai cái này rồi. Bắt đầu mình truy vấn. Thì truy vấn thì bắt đầu mình dùng cái 4 đồng chí còn lại ha. Thì trong hôm nay mình chỉ dùng hai này thôi. Dùng hai này. Rồi một lát nữa nếu còn kịp thì thầy sẽ trình bày với các bạn cái này. Thì bây giờ mình dùng truy vấn, một số truy vấn cơ bản trước khi thầy đi vô một số cái cấu hình phức tạp hơn. Thì các bạn coi như sao. Rồi bây giờ thầy qua bên, thầy tạo ra một cái lớp test ở trong đây. Hai bên này tester. Rồi finish. Rồi mình tạo ra một cái main. Rồi bây giờ các bạn coi thầy bắt đầu thầy truy vấn dữ liệu nè. Như vậy là kể từ thời điểm này mọi cái thao tác truy vấn của thầy là trên lớp đối tượng hết. Thầy không có đụng gì tới cái cơ sở dữ liệu nữa. Bây giờ cái truy vấn số 1 của thầy là thầy sẽ chèn một dòng mới vào category cho các bạn xem. Đây category các bạn nhìn ha. Thì hiện tại nó có những dòng dữ liệu như thế này. Được chưa? Đã tới dòng 37 rồi. Bây giờ thầy chèn thêm một dòng nữa. Dòng này sẽ là dòng 39. Tại hôm qua thầy có demo cái lớp kia dòng 38 rồi, nó đã vượt mất cái dòng 38 mà nó sẽ tạo ra một dòng 39 đây. Thì các bạn coi như thế này.
Như vậy là như thầy nói, mỗi lần các bạn thực hiện truy vấn là các bạn phải tạo session. Session nó chỉ tồn tại ngắn trong thời gian truy vấn thôi. Và cái đối tượng session này nó sẽ được tạo ra từ session factory. Được chưa? Như vậy là bước số 1 khi truy vấn là không nghĩ suy nghĩ gì hết, tạo này liền. Như vậy là tạo session cái đã. Như vậy là mình tạo session. Control space ha. Nó nằm đây các bạn, hai bên đây luôn nè. Được chưa? Tạo session. Rồi, nó tạo từ factory thì hiển nhiên các bạn phải lấy factory lên cái đã. Như vậy là lấy hai bên đây chưa chưa. Rồi, các bạn gọi phương thức get factory. Được chưa? Và kể từ thời điểm này là thời điểm đầu tiên nó tạo rồi đó các bạn. Đây là thời điểm đầu tiên nó nằm hai bên đây YouTube rồi nè. Và nó tạo lần này là lần duy nhất trong toàn bộ quá trình hoạt động của hệ thống. Và không bao giờ nó tạo nữa. Nha. Rồi, các bạn gọi thẳng open session luôn này. Như vậy là bởi vì cái phương thức này nó trả ra cho mình session factory mà. Do đó là mình open session luôn. Rồi, sau đó các bạn làm gì làm. Cuối cùng nhớ đóng lại dùm này cái đã tính gì tính. Được chưa? Đóng lại để nó giải phóng cái tài nguyên mà session nó đang chiếm dụng. Còn nếu không sau này các bạn mở session nữa là nó sẽ có vấn đề cái dạng leak memory xưa thầy nói nha. Rồi đóng nó lại như thế này, bắt đầu mình biết thôi các bạn. Thì đầu tiên là thầy tạo cho các bạn một dòng mới. Thì như vậy là các bạn coi y hệt lập trình hướng đối tượng. Bây giờ thầy muốn tạo ra một dòng dữ liệu mới thì thầy tạo ra đối tượng mới thôi. À, như vậy là thầy có cái cast theory. À, đây là thầy Bozo nè. Thấy chưa? Tạo đối tượng từ Bozo, thầy enter thì nó sẽ import cái cast theory của mình từ Bozo vô và thầy nêu một đối tượng bình thường như mình lập trình hướng đối tượng, nêu cast theory. Sau đó thầy thiết lập cho nó thuộc tính name. À, như vậy là thầy nói cast theory của thầy tên là phụ kiện gì chẳng hạn. Các bạn có thể tạo phương thức khởi tạo nhiều tham số trong chỗ này để các bạn bỏ vô cũng được, còn thầy không có thì thầy set bằng cái name thôi. Rồi thầy C, thầy set description, thầy nói là test hai bên này. Rồi, như vậy là cái lệnh này là lệnh tạo đối tượng bình thường mà mình học trong hướng đối tượng. Thì bắt đầu mình thực hiện một cái hành động mình save nó lại thông qua cái session. Chấm save lại, chuyển cái C vô. Đó là mình save nó lại như thế này. Được chưa? Như vậy là khi mà các bạn chạy lên này, nó sẽ tạo cho mình một cái lệnh insert into value. Category. Như vậy là các bạn run cái này lại. Mình run ha. Chuột phải các bạn run. Rồi, bây giờ nó sai cái mapping rồi các bạn. Nó có cái mapping rồi, nó sai rồi. Giờ kiểm tra lại nè. Sau này các bạn lập trình Java mà gặp lỗi thì các bạn cứ đi từ từ, từ dưới cái đoạn đi lên. Các bạn đọc cái lệnh này lỗi này trước ha. Nó nói là mapping nè. Thì các bạn coi cái tập tin nào quen quen, các bạn bấm vô. Đây tập tin này quen nè, bấm vô. Thì nó chỉ ngay cái lệnh này. À, nó nói là nó lưu chưa thành công. Như vậy là nhìn vô đây có vẻ cũng chưa biết cái gì. Thì bây giờ coi đọc tiếp là những cái khác. Vô đây coi ở trên nó còn nào quen nữa không. Rồi, hết tập tin quen rồi. Như vậy là cái khả năng ở dưới, coi phần dưới. Rồi, mình nhìn tiếp đây ha. Process physics. Như vậy là ở đây cũng không có thông tin gì. Như vậy là cái phần mà liên quan tới mapping á, thì cái dự đoán ban đầu của mình á, là các bạn đoán thôi cái entity này nè. Là nó ghi nè, unknown entity nè. Thấy chưa? Như vậy là cast theory có khả năng mình cấu thành sai cái gì đó rồi. Thì quay lại mình kiểm tra. À, đây là mình tạo ra một cái table ha. À, mình nhìn lại cái hai bên đây YouTube của mình chút, coi có sai gì không. Dialect của mình này ha. Cơm này copy nè, GDBC MySQL localhost CLDB root. À, cái này đúng rồi. Qua bên coi lại cái story. Name cái story của mình này ha, implementerialize. Này cũng đúng luôn. Rồi sao cấu hình này nó về gì đây? À, tới cái chỗ mà nó nạp cái thằng này là nó bị lỗi. Nó nạp được cái dialect rồi nè. À, còn chuyện này nữa quên nữa. À, như vậy là các bạn đã khai báo xong cái thằng entity rồi các bạn phải cho cái đối tượng cấu hình nó biết là có thằng này. À, như vậy là các bạn phải làm thao tác nữa giùm thầy nữa là các bạn phải bỏ nó vô cái configuration, gọi cái phương thức là add annotated class. Add ha. Annotated class. Các bạn bỏ cái thằng category này vô để biết là nó có sự tồn tại của thằng này trong cái bộ persistent các bạn. Thì mình dùng cái lệnh này để mình add nó vô.
các bạn dùng category bozo.class. Nha, nhớ cái này nha. Như vậy là sau này định nghĩa bozo là nhớ thêm một dòng như thế này. Hiểu chưa? Rồi xong, bây giờ mình chạy lại. Bởi vì nó không biết unknown là như vậy. Chạy lại này. Rồi thì các bạn thấy nó ok, nó không báo gì hết và các bạn mới nhìn đây nè. Đây là câu truy vấn nó đã tạo ra từ cái chỗ mà mình yêu cầu nó lưu lại. Đây các bạn thấy nó insert into category description và name và nó truyền bằng cái repeat statement gì đó, vân vân. Thì cái này nó in ra được câu này là nhờ hồi nãy mình có cấu hình cái trường show SQL này là true đó các bạn. Nếu mà các bạn quên thằng này thì các bạn sẽ không thấy được cái thông tin này xuất ra. Được chưa? Thì các bạn mới coi lại dữ liệu của mình đây. Đây thì nó có thêm một cái dòng phụ kiện ở đây. Và hoàn toàn ở trên là mình dùng code hướng đối tượng mình lập trình. Và ở dưới nó tự sinh ra cái SQL nó truy vấn cho mình. Được chưa? Đó là demo số 1. Demo số 2 là thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật. Cập nhật như vậy là để cập nhật á, thì các bạn nhớ là hôm bữa khi mà thầy trình bày với các bạn về cái đối tượng bởi system đó các bạn, là nó sẽ có 3 trạng thái. Khi mà các bạn tạo ra cái đối tượng như thế này nè, đối tượng đóng bóc như thế này, thì cái trạng thái của nó đó là người ta gọi là cái trạng thái transient. Các bạn nhớ những cái tên này nha, để sau này trắc nghiệm. Cái trạng thái khi các bạn tạo ra như thế này nó gọi là transient, tức là cái đối tượng này nó chưa liên kết tới dòng nào dưới cơ sở dữ liệu hết. Và khi các bạn save lại thì nó sẽ tạo ra câu lệnh insert. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy muốn làm cập nhật. Thì các bạn muốn cập nhật thì cái đối tượng này nè, nó phải liên kết tới một dòng nào đó thì nó mới biết được nó cập nhật dòng nào. Đúng chưa? Như vậy là bây giờ các bạn coi thầy muốn cập nhật cái dòng 39. Thầy muốn đổi cái description lại. Thì bây giờ đầu tiên thầy phải lấy nó lên cái này. Thì bây giờ các bạn muốn lấy cái dữ liệu có ID theo khóa chính đó các bạn, thì các bạn dùng cái lệnh như sau. Thì hầu như trong hai bên đây hay là trong cái ORM nào thì cách lấy theo ID nó đều giống giống như vậy các bạn, na ná như vậy. Thì các bạn biết cái này, các bạn học như cái khác, các bạn sẽ thấy nó rất chất, nó na ná với nhau. Thì để lấy được cái dòng 39 theo ID này, theo khóa chính này, thì các bạn làm cái lệnh như này. Để đóng cái này lại. Này là dàn nha. Bây giờ thầy lấy lên để thầy cập nhật nè. Category set. Thầy dùng session chấm. Các bạn gọi phương thức get. Được chưa? Các bạn chỉ định cái lớp bozo mà các bạn lấy. Category chấm class bằng cái cú pháp này. Rồi các bạn chỉ định cái mã, cái khóa chính vô. Như vậy là với cái lệnh này nó sẽ lấy cho mình cái nó sẽ sinh ra câu truy vấn là gì các bạn? Select sao room category where id bằng 39. Lát nữa các bạn chạy các bạn sẽ nhìn câu truy vấn ở bên đó coi có đúng cái thầy vừa nói hay không. Bây giờ sau khi nó lấy xong rồi, các bạn tiến hành thay đổi cái gì đó. Sau đó các bạn cập nhật lại. Ví dụ thầy set description. Ví dụ như thầy nói là dữ liệu cập nhật. Rồi sau đó thầy session thầy save lại. Như vậy là thời điểm này cái lệnh sale này nè, nó cũng giống cái lệnh này. Tuy nhiên thằng này nó sinh ra câu truy vấn khác. Thằng này nó sinh ra câu truy vấn là update. Bởi vì cái đối tượng này bây giờ nó không phải là new mới hoàn toàn, mà đối tượng này nó đã liên kết tới cái dòng 39, cái dòng mà có ID 39 với cơ sở liệu rồi. Thì cái này, cái trạng thái này người ta gọi là trạng thái persistent. Được chưa? Do đó là cái lệnh này nè các bạn, nó sẽ sinh ra cái câu truy vấn là update set description bằng where ID và 39. Nha. Thì các bạn coi như vậy là với ba cái lệnh này nè, nó sẽ sinh ra cho mình hai câu truy vấn. Câu truy vấn thứ nhất là lấy lên, câu truy vấn thứ hai là cập nhật xuống. Đó, bây giờ các bạn coi mình chạy kết quả này. Rồi. Các bạn mới thấy là nó chỉ sinh ra đúng con câu rồi các bạn. Nó không thấy câu update. Và các bạn mới nhìn này, nó cũng chả có update luôn. Nhìn nè. Nó cũng vậy à. Nó không update được. Vậy mình sai cái gì rồi. Nhưng mà vấn đề là nó không báo lỗi gì hết các bạn. Nó chạy êm đềm như vậy. Không có một cái ngoại lệ nào hết. Như vậy là nếu mà sau này các bạn gặp tình huống này thì các bạn giải quyết sao? Mình cứ chạy dù có 100 lần đi nữa cũng vậy. Nó cũng chả thấy bây giờ nó update. Mặc dù cái lệnh mình thấy là biết không có sai gì hết. Thì lúc đó các bạn nhớ nghĩ về một cái hồi bữa thầy đã trình bày cho các bạn là cái gì các bạn? Là giao tác. Chỗ này liên quan gì tới giao tác? Các bạn nhớ là trong nếu mà mình lập trình một mình á, thì lệnh này chả có nhúng nhán, chả sợ gì giao tác. Nhưng mà các bạn phải hình dung là sau này mình phát triển ứng dụng web, mình đưa nó lên cái môi trường phân tán,
thì khi mà một người thực hiện cái lệnh cập nhật, nó sẽ xảy ra tình trạng tranh chấp dữ liệu. Có nghĩa là đơn giản như thế này, ví dụ thầy nói có hai ông admin, hai ông ngồi hai máy khác nhau, lỡ cùng một thời điểm hai ông đó cùng cập nhật cái trường 39 này mà hai ông nó không biết là hai ông đó đang cùng làm, thì nếu mà hai đồng chí này làm cùng một lúc thì điều gì xảy ra? À, nó sẽ có hiện tượng tranh chấp và máy tính nó không biết nó nghe ông nào. Ông nào hên hên trước thì cập nhật, ông nào sau thì cũng cập nhật, và dữ liệu cuối cùng không biết ông nào đúng không sai. Máy tính nó cứ thấy thằng nào thực thi thì nó làm thôi. À, như vậy là nó mới kêu là như vậy các bạn. Khi mà có tình trạng cái lệnh nào mà có thực thi mà có tình trạng tranh chấp dữ liệu thì nó bắt các bạn phải bật giao tác lên để nó làm gì các bạn? Nó thực hiện, nó khóa dòng dữ liệu đó trong thời gian mà thằng này đang xử lý, mấy thằng khác không được phép đụng vào. À, như vậy là nhớ là tại sao hồi nãy cái lệnh RA này nó không có bắt mình phải làm giao tác. Bởi vì RA thì mạnh ai nói RA chả bao giờ tranh chấp dữ liệu trên một dòng nào hết. Nhưng mà lệnh cập nhật này các bạn cứ hình dung là có khả năng trong môi trường phân tán hai đồng chí cùng cập nhật trên dòng này cùng một lúc. Hoặc là đơn giản các bạn đi mua vé xe thôi, hai bạn đặt trên một vé cùng một lúc, à lúc đó xảy ra tranh chấp dữ liệu các bạn. Như vậy là do đó là gặp những cái lệnh mang tính chất cập nhật hoặc delete ấy, những cái lệnh ghi dữ liệu xuống ấy, mà tương tác dữ liệu đã có đó, thì thường nó bắt các bạn phải bật cái giao tác lên. À, như vậy là hôm bữa các bạn đã biết sơ sơ cái cách xử lý giao tác ở bên kia rồi. Còn bên đây thì nó đơn giản như này, các bạn bật giao tác lên gọi như sau: lấy session, trước khi thực thi cái này phải bật giao tác lên, get transaction, các bạn gọi cái hàm là begin, begin transaction. Đó, các bạn có thể gán cái này ra cho một biến cũng được, nhưng mà cái này nó cũng giống giống như thằng trên đây, do đó là các bạn gọi hay gán gì nó cũng vậy thôi. Rồi sau đó các bạn, sau khi xong rồi các bạn mới get transaction, các bạn mới thực hiện một cái hành động commit nữa lên. Thì cái thời điểm nó lưu này nè các bạn là cái thời điểm nó mới lưu đệm thôi. Đó, cái tính chất async hôm bữa thầy nói với các bạn đó, thì lúc này nè cái đối tượng transaction này chính là cái này, đã này nè, mình bắt đầu mình dùng tới nó rồi ha. Thì khi mà các bạn làm tới một cái dự án thực tế chắc chắn mình phải đụng tới giao tác thôi, chứ không thể nào biết một cách bình thường được. Do đó là trong đây các bạn thấy là hai bên này nó bắt mình xử lý luôn, mặc dù mình đang chạy một mình thôi nha. Như vậy là ở đây các bạn bật giao tác này lên, thao tác này coi như nó lưu đệm, còn tới đây nó mới thật sự chuyển xuống cơ sở dữ liệu. À, như vậy bây giờ các bạn mới chạy lại thì các bạn mới thấy này, chạy lại lên này. Đây các bạn thấy bây giờ nó mới sinh ra hai câu này. À, câu thứ nhất là câu gì? Select là lấy cái dòng cái query có ID là 39 là này, where này các bạn. Where ID này thấy không? Rồi, còn cái câu thứ hai là mình set description bằng name bằng, cái name này nếu không truyền vô là nó lấy name cũ ha. Còn cái ID bằng, where ID bằng. Như vậy là các bạn mới nhìn xuống cơ sở dữ liệu thì bây giờ các bạn mới thấy thật sự nó mới cập nhật này. Đây, bây giờ dữ liệu cập nhật. Như vậy là khi mà các bạn làm việc trên dữ liệu mà có tình trạng tranh chấp dữ liệu, đặc biệt là những bạn làm về web và môi trường mà có nhiều người sử dụng cùng lúc á, thì chắc chắn mình phải nắm được những cái này thì mình mới làm được. Thì ở đây nó sẽ có cái tình trạng nó tranh chấp dữ liệu ở đây. Tương tự như vậy các bạn xóa cũng vậy luôn, nó cũng có tranh chấp dữ liệu. Ví dụ như ông này ông đang cập nhật mà ông kia ông nhào vô ông xóa thì rất nguy hiểm trong môi trường mà hay làm việc nhiều người cùng một lúc. Do đó là khi mà các bạn thực hiện thao tác delete á, nó cũng bắt các bạn phải bật giao tác lại lên. Còn cái thao tác mà đọc dữ liệu thì không cần, viết tràn thường là không cần, bởi vì nó cũng không ảnh hưởng gì tới hết. Nhưng mà một số cái khi mà mình làm tới cái phần print á các bạn, là thao tác tràn này nó bắt bật luôn, bởi vì một vài cái tình huống nó có khả năng xảy ra tranh chấp, do đó nó bắt mình bật giao tác luôn. Còn thao tác đọc thì không cần, đọc thì hầu như chả ảnh hưởng, mạnh ai nấy đọc, không ảnh hưởng tới cái dữ liệu bên dưới, ai muốn lấy lên đọc thì cứ đọc. Còn cái thao tác ghi dữ liệu thì thường các bạn sẽ thấy là nó yêu cầu phải giao tác nha. Rồi bây giờ giả sử sẵn đây mình xóa thử luôn nha, mình lấy cái thằng này ra rồi mình xóa luôn, thì để xóa đó các bạn chấm delete như vậy thôi, là nó sẽ sinh ra câu gì các bạn? Delete cái series where ID bằng 39 nha. Thì bây giờ mình run cái này nè, thì các bạn lên này ha, các bạn run này. Đây các bạn sẽ thấy nó sinh ra hai truy vấn ha. Cái truy vấn thứ nhất là mình lấy dữ liệu nè. Còn truy vấn thứ hai là gì các bạn? Mình xóa. À, xóa cái dòng dữ liệu này đi. Thấy chưa? Xóa với ID là mấy đó. Thì các bạn xuống dưới các bạn sẽ thấy không còn cái dòng dữ liệu đó nữa. Thấy chưa?
ở tới 38 là nó hết nha. Rồi một cái demo nữa tiếp theo là mình lấy dữ liệu lên, và trong cái câu demo này thì thầy chỉ minh họa cho các bạn cái hack query thôi. Thầy thì các bạn coi cái câu select thì nó viết sao nha. Các bạn coi này, à, các bạn qua đây, thầy đóng cái này lại. Bây giờ để lấy được tất cả các danh mục lên á, thì thầy làm gì? Thầy tạo ra một cái query, nhưng mà là session.reaquery. Reaquery. Và cái câu lệnh của nó là room category. Rồi, thì các bạn nhìn này. Thì các bạn nhìn cái này nó vẫn còn màu ở cái hình dáng của cái câu reverse. Bởi vì HQL bản chất nó cũng vẫn giữ nguyên cấu trúc gần gần như vậy. Nhưng mà các bạn nhớ là tất cả những thứ này bây giờ nó là lớp đối tượng chứ không phải là bảng dữ liệu nữa. Được chưa? Mặc dù cái hình dạng của nó vẫn còn giống cái hình dạng của câu select from where, nhưng mà nó được cái ưu điểm là gì các bạn? Cái câu truy vấn này nó độc lập cơ sở dữ liệu, nó không cần quan tâm dưới cơ sở dữ liệu là cái gì, thì câu truy vấn này vẫn không bao giờ thay đổi nếu các bạn thay đổi cơ sở dữ liệu bên dưới. Bởi vì câu truy vấn này là HQL. HQL là câu truy vấn của hai bên này và chỉ truy vấn trên lớp đối tượng thôi. Và từ câu truy vấn này một lát nữa hai bên này nó mới chuyển thành câu truy vấn dưới cơ sở dữ liệu cho mình. Như vậy là sau này dù các bạn có đổi cơ sở dữ liệu thì chỗ này cũng không có gì thay đổi hết. Nó sẽ tự lo cái chuyện chuyển thành câu truy vấn tương ứng với cơ sở dữ liệu tương ứng cho mình khi mình đọc nha. Bạn nhớ cái chỗ này là lớp category này đây chứ không phải là bảng category. Bởi vì mọi thứ từ đây là chỉ truy vấn trên lớp đối tượng, không còn cái truy vấn nào mà các bạn sẽ thấy là cái bảng dữ liệu nữa. Do đó là các bạn thấy chữ category mà đang phân vân này không biết là của lớp hay là của bảng thì nhớ là chắc chắn là của lớp, không thể nào là của bảng được. Thấy chưa? Rồi để lấy danh sách này lên á thì đơn giản này các bạn. Các bạn gán vô cái biến query. Nó sẽ trả về cho mình cái biến query đây này, Java X persistent nha. Query. Và các bạn chỉ việc dùng cái lệnh query.getResult list là xong. Nó sẽ trả về cho mình một cái list các cái category. Đây, nó trả về cho mình như thế này. À, cái này là cái list luôn các bạn chứ không phải là cái result set giống như hôm bữa nữa đâu. Một click các đối tượng luôn, các bạn muốn đi tới đi lui đi qua đi lại giờ tùy các bạn. Nhảy tới đâu cũng được. Rồi sau đó thầy duyệt, thầy xuất ra cho các bạn xem nha. Thầy duyệt bằng cái lệnh lambda luôn cho nó tiện nha các bạn. Các bạn có thể duyệt bình thường cũng được. Đây for x nè, cast thầy trỏ tới. Bây giờ thầy xuất ra cái ID và cái name. Bring app. Bring app ha. ID thì là phần trăm D. Cái name là phần trăm S xuống dọc. Thầy lần lượt thầy truyền vô nè. C.getID. ID C.getName. Rồi. Cái cách lập này thì bữa thầy có nói với các bạn rồi, thì cái miếng C là đại diện cho mỗi đối tượng nó lập trong danh sách đó các bạn. Thấy chưa? Nó đại diện cho mỗi đối tượng thì các bạn lấy thông tin đó ra thôi. Thay vì các bạn biết là for C in 2 chấm mà category là thì các bạn viết bằng lambda thì nó ngắn gọn hơn và cái hiệu năng của nó sẽ chạy tốt hơn. Trong trường hợp category của bạn nó đủ lớn. Nha, còn mấy còn 5-10 dòng thì hiển nhiên các bạn không thấy khác biệt đâu. À, nhưng mà ít nhất thì mình cũng thấy nó gọn hơn nhiều so với cái lệnh kia. Đây cái này là cái biểu thức lambda. Ha. Rồi thì các bạn chạy thì các bạn sẽ coi nó sinh ra một câu truy vấn cho mình như thế này. Runs. Đây các bạn thấy là nó lấy cái danh sách category nó in ra cho mình và câu truy vấn của nó sinh ra này các bạn. Select này ha. Thì đây là các cái xử lý cho nó, các xử lý của nó khi mà nó gửi xuống dưới á. Đó, thì các bạn thấy nó run category where. Ở đây không có where. Thấy chưa? Các bạn muốn where thì các bạn có thể thử xử lý ở cái where ở đây. Ví dụ như ở đây thầy nói là where. Đây ha. Cái này where sao? ID ví dụ thầy lấy là số 1 đi. Đó, thì các bạn where tương tự và nhớ đây là ID này là gì các bạn? Cái trường nha, cái trường nè. Trong cái lớp á chứ không phải là trường dưới cơ sở liệu. Thì các bạn chạy như này. Thì lát nữa thầy nói cho các bạn chi tiết một số cú pháp trong HQL. Đó thì nó ra có một cái thôi các bạn. Thì các bạn thấy này. Thì ở đây nó sẽ quay ở dưới này nè các bạn. Nhìn câu reverse này ha. Đây các bạn, quay ID 1 thầy bỏ thẳng vô luôn mà. Được chưa? Thầy không có truyền bằng ba đó. Đó, thì nó ra được cái này.
Rồi như vậy là chỗ này để các bạn thấy được là mình có thể dùng sau khi mình cấu hình xong, cấu hình nó chỉ cực một lần đầu tiên khi bắt đầu rotate cho các bạn, sau đó mọi thứ còn lại nó dễ, nó rất là nhẹ nhàng, nó chỉ mất cái công sức cấu hình ban đầu thôi. Như vậy là làm xong cái session này thì nhớ là thao tác đóng lại. Được chưa? Rồi bây giờ như thế này, bây giờ sẵn đây đó thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn thêm, thì cái phần chính là bài tập lớn gì đó thì thầy yêu cầu các bạn là dùng có Java như thế này. Còn trong trường hợp mà bạn nào thích dùng cái tập tin XML để thay cho mấy thằng này đó, thì sẵn đây thầy demo nhỏ cho các bạn một cái như này luôn, một chút thôi. Thì các bạn qua cái thằng resource nhìn lại cấu trúc file của mình nha. Các bạn tạo cho thầy cái tập tin hai bên đây giống như thầy tạo trong đó. Đây resource này. Các bạn tạo cho thầy một cái tập tin XML rỗng đi. XML rỗng ha. Là hai bên đây. Cái này thật ra đặt tên gì cũng được nha các bạn. Nhưng mà thầy đặt cho nó giống như trong slide các bạn dễ theo dõi. config.xml. Rồi mình tạo ra tập tin rỗng thôi. Bây giờ các bạn copy cái cấu hình của thầy vô. Cái này như thầy nói rồi, các bạn không cần phải nhớ gì hết đó. Các bạn chỉ cần nhớ đúng cái thông tin mà mình bỏ vô là được, những cái thông tin username password này nọ đó, đưa đúng cái này vô. Rồi quăng này vô. Được chưa? Rồi cái dialect không thay đổi, driver không thay đổi, cái này sửa lại. Save db. Rồi cái này là gì? Root 178. Rồi còn cái này chính là cái tập tin. Nếu mà các bạn cấu hình bằng tập tin thì các bạn chỉ định bằng cách này. Còn các bạn cấu hình bằng file thì các bạn chỉ định bằng add annotated hồi nãy. Còn thầy không có hình thì bỏ này đi. Được chưa? Rồi mọi thứ xong. Thì bây giờ các bạn muốn nạp cái cấu hình này thay cho cái property hồi nãy đó, thì các bạn làm như sao? Đây ha, thầy bỏ cái đóng, đóng cái property này lại. Rồi thầy chỉ việc làm một dòng như này thôi. Config chấm config, đây truyền cái chuỗi vô, thầy không có file là gì, chuỗi là hai bên đây cfg chấm xml. À như vậy là toàn bộ thông tin trong hai bên đây nó sẽ thay thế cho mới tương đương này. Được chưa? Như vậy là nhớ, nhưng mà các bạn nhớ giùm thầy là phải đặt trong cái thư mục resource để nó build vào cái gì, các bạn build vào cái class cho mình nhé, thì nó mới đọc được và mình đặt. Còn trong trường hợp bạn nào mà không dùng Maven thì phải đặt nó ngay cái thư mục src. Được chưa? Rồi thì mọi thứ chạy lại thì nó cũng bình thường. Đây mình chạy lại như thế này. Đây các bạn, nó cũng ra kết quả bình thường thôi. Và như vậy là đây là cách thức các bạn chuyển nó về thành một cái tập tin như thế này. Thì bạn nào thấy cái này tiện hơn, là dễ sửa hơn thì các bạn cứ làm cách này. Thì tùy vào cách tiếp cận ha. Thì ở đây như thầy nói đó, đây là cái cách để các bạn thấy cái trực quan nhất, các bạn hiểu ý nghĩa của nó. Còn các bạn có thể dùng cái này thì, còn cái này nó lợi cái gì? Sau này các bạn cần tách các component ra độc lập thì nó sẽ dễ hơn. Được chưa? Còn cái này nó dính theo cái code nha.